thanh xuân như một tách trà. Không phải trà sữa mà là trà xanh. Mình đóng tiền mạng đàng hoàng hàng tháng mà mình có online miễn phí đâu nhỉ? Sao suốt ngày phải nghe mấy cái tin vớ vẩn này nhỉ? Cái thằng này nó có tiền thì nó trà xanh hay là trà sữa thì kệ nó chứ. Thế cũng bản tán này, sốt thiết cả ruột. Anh Toàn. May quá, anh đây rồi. May gì? À, em bị nhờ anh bê hộ em cái bình nước lên đây được không ạ? Sao không tự bê đi, suốt ngày nhờ vả đấy à? Dạ, em cũng thử bê rồi, nhưng mà nó nặng quá, mà hôm nay em lại... Ồ, em thế nào, còn anh thì không à? Hả? Sao em khôn đấy? Chẳng phải là phụ nữ các em ấy, suốt ngày kêu ca là cái gì bình đẳng giới cơ mà. Bình đẳng giới thì những việc này phải làm đấy chứ, tự lập đấy chứ. Nhưng mà... Này, không nhân nhị gì nhá. Làm phụ nữ ấy, biết tự trọng, tự cường, tự lập đi. Không là đàn ông khinh cho đấy. Những cái việc đơn giản thế này nhá, tự đi mà làm. Cứ cả dăm ba cái trò mỹ nhân kế không tác dụng với anh đâu. Cất đi mà dùng người khác nhá. Lúc ăn thì thích ăn nhiều, lúc làm thì thích làm ít. Khốn nhẹp của anh đẩy. Anh em cái gì à? Anh không phải là cái loại dạy gái, gái bảo gì là làm theo đâu nhá. Nhanh bê bình nước lên đi, anh muốn uống nước rồi. Nhanh nhanh lên. Sáng trên sáng à? Bê cái bình nước cho mày dài dạch đi. Đợi cổ thì tôi khát khô cổ mất. Bình một nước cho nhanh. Linh. Chủ tịch ạ. Chủ tịch ạ. Thay bình nước à? Dạ vâng. Để tôi làm cho. Đây phải tháo này ra trước. Chết. Chủ tịch ơi, những cái việc vớ vẩn thế này thì làm sao để anh làm được ạ? Anh cứ để đây bọn em làm cho ạ. Với lại bật hết quần áo của anh bây giờ. Thôi để tôi làm. Chết. Không được anh ạ. Đôi tay và trí óc của chủ tịch ấy phải để vào làm những việc to lớn hơn. Chứ những việc quản con vớ vẩn thế này thì không được làm đâu ạ. Cô Linh, công ty thuê cô về làm gì đấy ạ? Làm mỗi việc không xong à? Tôi thuê cô ấy về là để làm việc ở trong công ty, chứ không phải để bê nước. Mà chính ra những cái việc này đàn ông con trai thì phải làm chứ. Dạ, thế vậy để em làm ạ. Thôi, không khiến cậu. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng mà riêng tôi nhá, không bao giờ tôi chấp nhận cái việc để phụ nữ bê nước lên cho mình uống đâu. Mà cậu nhé, người ta là phụ nữ, người ta gặp chút khó khăn thôi, đáng ra cậu phải giúp đỡ người ta. Mà cái việc còn con là mất mặt đàn ông. Chủ tịch. Thôi, được rồi. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. Có cái gì đâu, chuyện nhỏ mà. Đúng là cái đồ gà mái. Này, nói ai gà mái này hả? Thì ai nhận thì em nói thôi. Alo, em nghe đây ạ? Em đang ở đâu đây? Để anh cho tài xế đến đón vợ nhé. Không cần đến đón đâu. Em vừa đi vừa tản bộ, rồi đi mua một ít đồ, rồi qua công ty anh luôn. Không cần phải gọi tài xế đến đón đâu nhá. Em đi bộ nhiều như thế, liệu có mệt không? Hay là thế này đi, đợi anh họp xong rồi anh đi chợ với em. Có anh xách đồ cho em ấy, đỡ được bao nhiêu đấy. Em đã bảo không cần mà. Anh cứ tập trung làm việc đi. Lát nữa em về công ty anh, xong rồi mình đi ăn nhá. Thay phụ đi bộ nhẹ nhàng là tốt đấy. Không phải lúc nào cũng ở một chỗ được đâu. Thôi được rồi. Thế thì anh đợi em ở công ty nhá. Đi cẩn thận đấy. Dạ thưa chủ tịch, sắp đến giờ họp rồi ạ. Tôi vào ngay. Mà chủ tịch vừa nói chuyện với chị Lan Anh đúng không ạ? Hôm nay ấy, tôi có hẹn với cô ấy đi ăn. Lát nữa cô ấy đến đây đấy. Chị Lan Anh chắc là bây giờ cũng có bầu sắp sinh rồi đúng không ạ? Khổ lắm. Tôi đã bảo rồi, để tôi đưa đón thì không thích, là cứ thích phải đi bộ cơ. Chị ấy đúng là thật là may mắn khi có một người chồng quan tâm lại còn tâm lý như chủ tịch đấy ạ. Quan tâm đến vợ ấy là chuyện bình thường mà. Thôi, vào họp đi. Dạ vâng ạ.
Đúng là xui xẻo bà. Vừa vào công ty không bao lâu đã tạo cái ấn tượng xấu trong mắt chủ tịch rồi. Tất cả là do cái con bé Linh gây ra. Nếu mà có cơ hội nhá, ông cho mày biết tay luôn. Tưởng là nhân viên cũ thì bắt nạt được nhân viên mới đấy à? Ôi dồi ôi, tự nhiên mua nhiều đồ làm gì không biết nữa. Bây giờ phải sắc nẹn quá. Ôi, lại rơi rồi. Ôi. Ôi dồi. Ôi dồi. Này này, để nước kiểu gì đấy hả? Bẩn hết giày tôi rồi này. Cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Vô ý á? Tôi thấy là cái mắt của cô có vấn đề đấy nhá. Đang giữa đường đi thế này, đặt cốc nước ra đây, bật hết giày của tôi. Như nào? Tại vì bụng của tôi bầu mà tôi làm rơi đồ như thế này, tôi không biết phải làm nào cả. Cô lại có định lý do đấy à? Hả? Vô ý thức ý, thì thừa nhận mình là vô ý thức đi. Đừng có đổi lỗ này lỗ kia nhá. Đừng có là kiếm lý do. Này anh, tôi không may để cốc ra giữa đường làm ướt giày của anh. Đây là tôi vô ý, chứ không phải là tôi cố tình. Tại sao anh bảo tôi vô ý thức được? Không cố ý á? Thế tôi hỏi cô nhá, thế cái đàn bà mang bầu ấy là động tí chuyện này chuyện kia là đổ cho là do mang bầu à? Hả? Có mà loạn à? Sao anh ăn nói khó nghe như vậy được? Này nhá, tôi nói thật đấy, chẳng có gì mà khó nghe đâu. Còn cô ấy đã cảm thấy mà mình sẽ gây ảnh hưởng đến người khác ấy, thì cởi quách nhà đi, đừng ra đường nữa. Được rồi. Coi như ngày hôm nay tôi ra đường ấy, tôi xui xẻo với dụng chúng anh. Này tôi này, không muốn đôi co với anh nữa. Nhiều ấy, tôi chưa cho cô đi nhá. Anh muốn gì nữa? Muốn gì à? Cúi xuống, lau giày cho tôi. Anh... Sao gọi điện mãi lại mình không bắt máy nhỉ? Chủ tịch, anh mà vào trong họp đi ạ. Đến giờ họp rồi ạ. Cô Linh, cô điều hành cuộc họp cho tôi nhá. Tôi đi ra đây một tí. Nhưng mà... Một tí thôi. Chủ tịch, chủ tịch. Sao? Làm bẩn dành người khác rồi định đổ thừa cho cái bụng bầu này à? Hả? Lau sạch giày rồi đi nhá. Không lau sạch ấy, không đi đâu hết. Anh đừng có mà có đáng nhá. Cùng lắm thì tôi đền cho anh đôi giày khác là được cái gì? Tao không thích mày đền đấy. Tao thích mày lau cơ, được không? Tôi không lau đấy. Anh tự đi mà lau. Mày làm bẩn giày của tao, mà còn dám vênh mặt lên láo với tao á? Như cục trận bây giờ. Này, cậu làm gì thế hả? Chủ tịch ạ. Em có làm sao không? Em không sao. Chủ tịch ơi, anh quen với cả cô ta sao ạ? Cô ấy là vợ của tôi. Thế vợ tôi làm cái gì cậu mà cậu khua tay múa chân như thế? Anh, chuyện vừa rồi chỉ là chuyện hiểu lầm thôi ạ, không có gì đâu ạ. Hiểu lầm á? Thế cậu không bắt tôi phải lau giày cho cậu nữa à? Lau giày á? Dạ vâng ạ. Em xách đồ nặng quá, thế là không may làm rơi đồ. Em có để đồ xuống đất, xong rồi để cái ly nước ngay cạnh đây này. Cậu ta đi vào không may làm đổ ly nước, thế là xong rồi bắt em phải lau giày cho cậu ta. Nếu mà em không lau giày là cậu ta đòi đánh em đấy. Cậu dám làm những cái chuyện như thế này à? Thưa chủ tịch, là chẳng qua em không biết chị đây là vợ của anh, cho nên em mới làm như thế thôi ạ. Không biết tôi là vợ của chủ tịch, thế thì từ trước đến giờ ấy, cậu không được dạy là phải tôn trọng người già, trẻ em và phụ nữ mang bầu à? Tôi thật không ngờ cậu là con người như thế đấy. Ở trong công ty ấy, tôi được biết cậu là một người không ga lăng, nhưng mà không ngờ ấy, cậu còn cắt bã tới mức này đấy. Phụ nữ mang bầu cũng bắt nạt. Dạ, chủ tịch. Như thế này ấy, tôi phải sa thải cậu thôi. Công ty này không chấp nhận một người không có đạo đức. Chủ tịch ơi, mong anh có thể cho em một cơ hội nữa được không ạ? Anh này, hay là mình cho cậu ta một cơ hội đi. Dạ vâng ạ, nếu mà anh chỉ cho em một cơ hội nữa, em hứa sẽ thay đổi tính cách của em ạ. Em sẽ không như thế đâu ạ. Cậu thật sự sẽ thay đổi đúng không? Dạ vâng, em hứa ạ. Em làm gì đấy? Cậu coi thường phụ nữ mang bầu, vậy thì hãy trải nghiệm cảm giác mang bầu đi nhá. Dạ, cái này là sao ạ? Cậu cầm lấy,
cậu để quả dưa hấu này trong bụng trong vòng 1 tháng. Nếu như trong vòng 1 tháng đó cái quả dưa hấu này mà bị vỡ ra ấy thì cậu sẽ bị sa thải ngay lập tức. Mang quả dưa hấu này à? Chị có đùa không đấy ạ? Tôi không có đùa. Tôi đã trao cho cậu cơ hội. Việc cậu nắm bắt hay không ấy, đấy là quyền của cậu. Hay lắm. Cậu nên trải nghiệm cái cảm giác này đi. Này, cậu cười cái gì đấy ạ? Vui lắm đấy ạ? Tất nhiên là vui rồi. Chuyện khó gặp thế này cơ mà. Cậu... Từ từ thôi. Kẻo động thai mất. Mà tôi nghe nói nhá, cái quả dưa này mà rơi ý, là sự nghiệp của anh sẽ tiêu tùng đấy. Thế cho nên là cố mà giữ nó cho cẩn thận. Cô nhá, cô cứ chờ đấy. Đừng thấy người ta rất khó khăn mà lên mặt nhá. Cười người hôm trước cũng sao người cười đấy. Này, câu đấy tôi phải dành lại cho anh mới đúng ý. Không phải là hôm trước anh vừa khinh thường phụ nữ lắm hay sao? Đây cũng là một bài học cho anh đấy. Mong là anh khôn ra. Còn nữa đây này, đây là hợp đồng mà giám đốc giao cho anh làm đấy. Cố mà làm xong trong hôm nay đi. Cái số tài liệu này cần phải số liệu tổng hợp ở dưới kho nữa cơ mà. Mà bụng tôi đang nặng nề thế này thì làm sao mà xuống kho lấy đồ được? Sao mà không làm được? Không phải anh bảo là phụ nữ có bầu thì có gì mà to tát đâu. Thế này, anh cũng chỉ là bầu giả thôi. Đừng có mà ông ẹo. À mà tôi bảo luôn nhá, hôm nay đến lượt anh thay nước đấy. Liệu mà làm đi, tí nữa giám đốc đến nhá. Anh mà chưa thay nước, giám đốc trừ lương đấy. Ê, cái quả nợ này, lúc cầm thì bình thường mà nó đeo vào nặng người thế không biết. Đau cả lưng. Đau quá. Em cũng hơi bị lắm trò đấy nhá. Em chỉ muốn cho cậu ta hiểu được cái cảm giác mà phụ nữ mang thai thôi. Anh cũng mong rằng là sau cái chuyện này ấy, cậu ta sẽ bớt cái thói hống hách rồi bắt nạt phụ nữ đi. Đúng rồi. Chỉ cần cậu ta bớt cái thói hống hách, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với phụ nữ ấy, thì không cần đến 1 tháng đâu. Vài ngày sau ấy, em sẽ bỏ qua cho cậu ấy mà. Anh biết là em kiểu gì cũng sẽ mủi lòng. Em đùa thôi mà. Thôi, anh nghe em. Trời ơi, cục nợ này. Vương víu khó chịu thế nhỉ. Khít cả mình. Này. Anh gọi tôi đấy à? Ở đây có mỗi tôi với cô. Không gọi cô tôi gọi ai? Này, rõ ràng là tôi có tên có họ đàng hoàng nhá, chứ không phải là này này kia kia đâu. Này nhá, cô bỏ ngay cái kiểu mà người khác hỏi một câu cô trả lời một câu đi nhá. Sẵn tiện đây thì tiện đường thì bê tôi cái thùng này lên phòng làm việc đi. Tại sao tôi lại phải giúp anh? Chứ cô không thấy một cô thế này à? Dĩ nhiên là tôi thấy rồi, mắt tôi có vấn đề đâu. Nhưng mà tôi đang thắc mắc ý, tại sao tôi lại phải giúp anh? Cô... Tôi thì sao? Thế bây giờ nhá, là đồng nghiệp với nhau, giúp nhau một tí thì chết à? Hả? Anh cũng biết nói câu này cơ. Thế lúc người khác cần anh giúp đỡ ấy, anh có giúp không? Tôi... Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Anh đối xử với người ta như nào ấy thì người ta cũng đối xử với anh như vậy thôi. Này, mày thái độ với ai đấy à? Bây giờ bố mới hỏi lại đây. Mày có bê giúp bố hay không? Nằm mơ đi nhá, tôi không bao giờ giúp người như anh. Mày đừng để tao nhịn mày mãi nhá. Mày không xong với tao đâu. Tôi thách anh đấy, anh có giỏi đánh tôi đi. Đánh đi. Này nhá, đừng có thách tôi nhá. Đừng tôi sợ cô nhá. Anh rơi quả dưa rồi nhá. Quả dưa này rơi rồi ý, thì anh cứ xác định mà cuốn gói đi đi. Hôm nay tao có mất tiền hay không ấy, tao cũng phải cho mày một trận lên hồn nhá. Này, có dừng lại ngay không? À dạ, chủ tịch ạ. Chủ tịch ạ. Tôi không ngờ nhá, cậu vẫn chứng nào tận ấy, vẫn muốn đánh người à? Dạ, thưa chủ tịch là không phải đâu ạ. Tất cả mọi chuyện là do cô ta đấy ạ. Này, cô ta muốn hãm hại em, muốn em bị mất việc, nên mới bày trò đấy ạ. Dạ thưa chủ tịch, không phải đâu ạ. Chính là anh ta tự làm rơi đấy chứ ạ. Chính là cô thì có ấy. Thôi đủ rồi. Cậu Toàn, cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc tôi phạt cậu như thế này à? Dạ
ý nghĩa gì ạ? Vợ chồng tôi muốn cậu đeo dưa hấu ấy không phải là cho vui đâu, mà muốn thông qua cái việc này ấy để muốn xem cậu có sửa được cái bản tính hống hách, ngang tàng và côn đồ của mình hay không đấy. Dạ. Cơ hội của cậu ấy đến đây là kết thúc rồi. Cậu chính thức bị sa thải. Chủ tịch ơi, em xin anh có thể cho em một cơ hội nữa được không ạ? Em hứa với anh một lần nữa thôi, em sẽ sửa hết tất cả mọi thứ ạ. Em không như thế đâu ạ. Đáng lẽ ra vợ chồng tôi chỉ phạt cậu vài ngày thôi, nhưng mà cậu không sửa đổi được. Công ty của tôi ấy ghét nhất là những cái loại không có nhân phẩm. Người như cậu không xứng đáng ở đây. Cậu lên công ty dọn hết đồ đạc, chuẩn bị nhận quyết định thôi việc đi. Chủ tịch. Đáng đời anh lắm. Cái loại đàn ông mà thích đánh phụ nữ như anh ấy đáng bị đuổi việc lắm. Khổ.